Xin chào cả nhà, hôm nay em chia sẻ cái nhà công việc em làm hàng ngày nha, để cả nhà ủng hộ.
bao nhiêu cặp luôn. Xe ngoài nè, xe lấy rồi không? Lấy xe ngoài đi nè, tí ơi. Ba nè, lấy xe ngoài đi nè.
Yeah.
Em quay cận cảnh nha, cái này là làm bên búp bê á. Chỗ ở cái thông hơi này. Quá trời rộng luôn. Đây. Đây, cầu thang là xuống.